Những nguyên tắc chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh do cổ nhân để lại. Ăn no không gội đầu, đói không tắm, rửa mặt nước lạnh vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô đừng tắm nước lạnh, đánh răng nước ấm chống ê buốt chắc răng. Ăn gạo còn cám, thức ăn có chất xơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng sống không tốt, nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm. Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tĩnh, ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, bệnh sao đến được. Nhắm mắt dưỡng thần, tịnh tâm ích trí. Dược bổ thực thảo, đừng quên tẩm bổ. Coi nhẹ tiền tài, coi thân như bảo. Đồ hun khói, nướng cháy lửa, tốt nhất không ăn. Chiên dầu, ngâm ướp, ít ăn thì tốt. Cá thối, tôm rữa, ăn vào mất mạng, oan gia. Ăn mặc giữ ấm, nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống. Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. Vui chơi biết đủ, không cầu an giật. Dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tĩnh tại. Người đến tuổi già thì phải rèn luyện, đi bộ chạy chậm, luyện công múa kiếm. Đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân nhà, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở. Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm. Trồng hoa nuôi chim, đọc sách ngâm thơ, chơi cờ hát kịch. Không ham phòng the, việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng. Ẩm thực không tham, buổi tối ăn ít. Khi ăn không nói, không nên hút thuốc, ít muối ít đường, không ăn quá mặn, ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều, mỗi ngày 3 bữa, thức ăn phù hợp, hoa quả ăn nhiều, không sợ. Đến giờ đi ngủ, đúng giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không vấp, không vội, uống rượu có độ, danh lợi chớ ham, chuyện thường không giận, tấm lòng phải rộng. Tâm không bệnh nên phòng trước, tinh thần tốt thân thể khỏe mạnh. Tâm cân bằng phải hiểu biết, cảm xúc ổn định, bệnh tật ít. Luyện thân thể động cùng tĩnh, cuộc sống hài hòa, tâm khỏe mạnh. Phải thực dưỡng, no 8 phần, tạng phủ nhẹ nhõm, tự khai thông. Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp người, người vui. Thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa chọn sở thích, tự do chơi. Dùng đầu óc không mệt nhọc, bớt lo, dưỡng tâm, ít náo nhiệt. Có quy luật sức khỏe tốt, cuộc sống thường ngày thì phải hài hòa. Tay vận động tốt cho não, ban ngày hoạt động, tối ngủ ít mơ. Mùa hè không ngủ trên đá, nóng không ngủ trần. Mùa thu không ngủ trên vạn, mùa xuân không hở rốn. Mùa đông
không che đầu. Tối ngủ rửa chân, hơn uống thuốc bổ. Buổi tối mở cửa, hễ ngủ là say. Than mát, không chăn, không bệnh mới lạ. Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái. Tham ngủ, tham lạc, thêm bệnh, giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như sát muối. Một ngày ăn một đầu heo, không ăn nằm ngủ ngáy trên giường. Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân, rồi mới lên giường. Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ càng mệt người. Tâm ngủ trước, người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ nhân. Không ngủ nơi ngõ hẻm, độc nhất khi gió lùa. Đi ngủ không thắp đèn, sáng dậy không chóng mặt. Muốn ngủ đủ, tâm thân nhẹ nhõm, chân không hướng tây, đầu không hướng đông. Trên đây là những kinh nghiệm quý báu để chúng ta có được sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần như ý muốn do người xưa để lại. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.